Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ các buổi phát thức ăn để giúp những hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Thưa quý cô chú anh chị, đây là những cái món ăn đã được bày sẵn ở trên bàn. Thì thường là một buổi bếp cơm sẽ làm khoảng 10 món, gồm các cái món mặn như là cá nục bông chiên, sườn non ram, rồi gà kho với sả ớt, thịt kho tiêu, đậu hũ với thịt heo, tôm xào với đậu que, chả cá sốt với cà chua, tôm rim, cá lóc với kho tiêu, rồi thịt bò xào với đậu que. Đó, rất nhiều những cái món ăn bày ở trên bàn, thì mỗi một người sẽ nhận một trong số các cái món ăn này. Và ngày hôm nay đó, thưa cô bác anh chị, thì bữa cơm này của cô Nga có gửi là 25.300.000, nhờ một người ở Việt Nam chuyển khoản cho Tuấn Dương với cái lời nhắn là phát cơm là 24.000.000, tặng cho Tuấn Dương và tình nguyện viên là 1.300.000. Sau đó thì cô điện thoại là để cô sẽ gửi 500 đô nữa, thì cô nhờ một người ở Việt Nam chuyển khoản qua, và số tiền là 12.600.000 để phát thêm tiền mặt giúp bệnh nhân và người nuôi bệnh. Thì cô có trong cái tên đó đó, thì lấy tên là cô Hồng gửi đó. Thì Tuấn Dương cũng xin chia sẻ để các cô bác anh chị được biết, vì nhiều khi cô Nga gửi tiền nhưng mà cô Nga lại nhờ một người khác, nên là cũng mình cũng nói rõ thế để cô bác anh chị chúng ta được biết. Và ngoài ra hôm nay đó thì cũng có thêm các nhà hảo tâm khác nữa cùng phát thức ăn, là có gia đình anh chị ở đây sẽ nhờ hai cháu này phát tiền, số tiền là 12.600.000, người thầy cũng sẽ phát tiền. Thì bây giờ đang là 10 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 2024, thì bếp cơm của mình á, làm phần thức ăn á, thì sẽ có thêm là sữa bắp này. Ngày nào nhiều tiền thì tụi mình mới làm cái đó, sữa bắp này, rồi bánh mì ngọt này, rồi nước suối này, chuối này, canh. Rồi bên đây thì cũng có nhóm Nhất Tâm Charity, là các cô bác ấy sẽ phát thêm đồ ăn chay.
Rồi hôm nay thì rất là đông. Cô bác anh chị vui lòng bên đường ngồi xuống giúp em và đi theo thứ tự nhá, ngồi xuống giúp em đi ạ. Mấy anh ngồi xuống giúp em, anh trai nhận cơm ngồi xuống. Anh ở hàng nào? Anh ở hàng nào? Các anh chị ngồi xuống giúp em ạ, ổn định trật tự. Hàng nào vô hàng đó ngồi xuống giúp em để bếp cơm làm việc. Tại dạ. Cô ngồi vô trong, cô ngồi vô trong như là có bậc ngồi. Chị gái hàng nào ngồi xuống giúp em, chị gái ngồi xuống giúp em. Dạ, ổn định chỗ ngồi xuống giúp em. Rồi bắt được, được rồi. Đây thì thầy và bên gia đình sẽ phát phiếu, phát tiền ba nhóm. Thầy bắt đầu chưa thầy? Dạ dạ. Rồi. Rồi mình đứng phát đi. Dạ. Thầy đứng này phát rồi mấy cô phát luôn cho ta. Mình đứng theo hàng ba hàng mình phát luôn. Cô dạ dạ dạ. Rồi mời các cô chú anh chị bệnh nhân ung thư mình tiến tới giúp em đi ạ. Cô bác đi đeo thứ tự cầm sẵn hai cái hũ ra. Ăn món nào chỉ món đó, cầm sẵn trên tay nha cô bác. Cô rồi chúc sức khỏe. Cô bác sẽ nhận tiền từ ba nhà hảo tâm nhá. Thầy phát rồi một bé ở bên Mỹ phát rồi một gia đình nữa phát tâm. Rồi xin cảm ơn. Rồi cô bác nhớ cảm ơn nhà hảo tâm dùm nhá. Để tránh lộn xộn và phát cho đúng người thì cô chú anh chị khi mình phát tâm phát tiền ấy, có cứ báo trước với tụi em trước khoảng 20 phút tụi em phát phiếu, sẽ có tình nguyện viên kiểm tra để tránh trường hợp là phát nhầm, phát không đúng đối tượng. Cô đứng sát vô chỗ thầy kìa. Ủa anh sao vẫn chạy được xe gắn máy à? Dạ, ung thư dạ. Vẫn chạy được xe gắn máy đúng không? Khả dữ quá chị thôi. Dạ dạ rồi. Bây giờ chú bị què thôi. Rồi em thấy anh rồi có anh lấy xong anh chạy xe gắn máy đi về đúng không? Dữ dằn lên thôi. Rồi 7 giờ ngủ rồi. Ok ok. Hết xe lăn rồi. Cô bác cầm sẵn phiếu ra tay giúp em nhé. Mình sẽ nhận có 3 nhóm nhà hảo tâm phát tiền.
bên đường các chị anh chị ngồi xuống giúp em đi ạ. Vui lòng ngồi xuống giúp em. Mình cầm cái thẻ ra tay nha. Không có thẻ là không được. Đây hôm nay do là trời mưa đó các bạn nên là ra dạ. Đây các cô chú được được. Thầy bác sĩ kêu rồi. Dạ. Qua bên đường xếp hàng chị ơi. Chị gái ơi, vui lòng ngồi xuống giùm em đi. Vui lòng ngồi xuống ổn định trật tự đi ạ. Đây, theo thứ tự thì các cô sẽ phát là thức ăn này, ăn chay, nhóm nhất tâm charity. Cô bác cầm sẵn hai cái hũ trên tay giúp em, một cái nhận cơm, một cái nhận đồ ăn mặn. Mở sẵn nắp, đưa thẳng cho người múc. Nhận thức ăn xong rồi nhận tiền mặt. Nhận tiền mặt xong rồi mang qua bên đường sắp xếp. Đứng đâu luôn đi bà con ơi, đứng đâu. Rồi, bớt qua đây nữa con. Đứng chỗ à. Rồi, bớt đây. Rồi, ở đây nữa anh. Nhận cơm xong rồi đi. Rồi chồng hai món đồ ăn lên, dư cái tay kia nhận tiền nhá. Rồi ra lên nhận tiền. Rồi đứng. Rồi chồng hai thứ lên, rồi qua đây nhận tiền. Rồi có một nhóm nhà hảo tâm kia cô đã phát xong rồi nhé. Lần sau không phải cho bao thư nhá, lần sau không cần bỏ bao thư, cô cứ để tặng tiền luôn được. Dạ dạ, lần sau đẩy tiền thẳng luôn. Vì cái bao thư đấy họ cũng dùng, nó uổng. Rồi tới. Ung thư, rồi, nhớ tới. Rồi, qua đường sắp xếp giúp. Để phát ra tiền đúng cho bệnh nhân, đúng cho người nuôi bệnh, cô bác anh chị có lòng hảo tâm thì cứ báo trước với bếp cơm chừng 15-20 phút. Bếp cơm sẽ sắp xếp và phát theo phiếu. Còn khi mà cô bác trực tiếp đứng phát tiền ấy, thì bên ngoài này có rất là nhiều người không đúng đối tượng, người ta sẽ dồ người ta lấy. Rồi, cảm ơn. Chúc sức khỏe. Sắp xếp con. Để nhận tiền cho. Rồi đây nữa. Rồi, nhận lên đây nha anh Trang. Rồi mình bước qua bên đường đó bạn, bên kia mình sắp xếp. Không có hợp. Rồi đi ra ngoài được ca, nhanh khẩn trương thâu lại phiếu cho chú. Rồi lấy lại phiếu rồi. Rồi. Em gái mình bệnh gì? Ung thư. À, ung thư gì? Ung thư vú. À, phải cắt chưa? Cắt rồi. Giờ xạ trị rồi. Rồi chúc sức khỏe nha. Cảm ơn nhà tài trợ đã ủng hộ cho em mấy tháng nay vậy. Chừng nào mới về? Dạ giờ chưa hồi sức còn không. Chưa hồi sức. Dạ. Để sáng sau nữa.
Rồi hôm nay nhận tiền nhá, nhớ cảm ơn sư cô với cảm ơn bé nhá. Mẹ trước. Cô chú anh chị vui lòng cầm sẵn hai cái hũ ra, một cái nhận cơm, một cái nhận đồ ăn. Nhận xong rồi mình nhận tiền mặt. Nhận tiền mặt xong rồi mang qua bên đường sắp xếp. Đi nuôi ai em gái? Mẹ. Mẹ bệnh gì? À mai về rồi. Rồi cảm ơn. Cho rồi trong. Cô chú mình mở sẵn hai cái nắp hộp ra giúp em nhá. Một cái nhận cơm, một cái nhận đồ ăn. Cô bác được phát phiếu lên trên thì sư cô và một em bé sẽ phát tiền cho các cô chú. Áo vàng đâu em? Đâu đâu đưa hóa đơn đóng viện phí các thứ anh đóng coi nào. Phí này, chứng minh nhân dân vào bấm cứu là người ta thu lại tiền. Còn được ra khỏi bấm cứu này lại càng khỏe hơn. Rồi cứ từ. Đây. Ba em tên gì? Nguyễn Thọ Trung. Đức Cơ Gia Lai. Dạ. 18/7. Đây bố em bên này đang nằm rất rớt mắt luôn á. Rồi cấp cứu thì chưa có áo. Rồi cầm bên này. Thu rồi có áo rồi nhưng giờ người ta thu lại. Hay là về rồi? Về mà ở đây làm gì anh đó, của em đó. Rồi ok. Rồi sau, rồi ok. Tiến tới. Chưa cấp thẻ luôn. Từ. Chú Tư ơi, còn em này phát thẻ cho em này đúng rồi chú. Đó, với anh Năm đó. Rồi, này đúng rồi. Rồi ok. Bếp cơm kiểm tra kỹ bởi vì thực tế là có người thì đi nuôi trước đây có đi nuôi bệnh nhưng mà người nhà chết 2 năm rồi, bốc mộ rồi mà hàng ngày vẫn cứ ra nhận cơm. Về sau có người tố giác nên là bếp cơm phải kiểm tra hóa đơn đóng viện phí gần nhất. Tụi con làm đây là để mang lại quyền lợi cho các cô chú thôi. Mình nhân đạo nhưng mà mình phải có trí tuệ, từ bi phải có trí tuệ. Chứ tụi con không phải là phát bừa bãi. Đây lúc sáng mưa đó nên là có cái bạt này. Cái này là tại vì nó vô mổ rồi không có nhạc là hết rồi chú ơi. Thưa cô là bé con của cô tên gì? Trần Văn Hiền. Bệnh gì thưa cô? Trần Văn Hiền. Nhưng mà thưa cô là bệnh gì ạ? Bệnh có u não. U não khoa thần kinh đúng rồi. Sao lên nhập viện đấy từ ngày 11 mà. Nay hai mấy rồi? Mổ bây giờ nó vô nằm nó chưa thấy. Không biết cũng phải lấy lỏng phí không mà cháu vô nằm chưa ra. Rồi ok. Và sau không có áo là cô sẽ đứng ở bên kia nhá. Rồi đây có áo để tụi con phát trước cho lẹ. Không có áo vàng ấy. Đứng dậy tới hàng trong vẫn ngồi tại chỗ giúp em ạ. Hàng ngoài cắt tới đâu thì rồi từng khúc thôi anh. Rồi cô bác đi qua đường đi, tranh thủ đi qua đường. Lẹ lên nhanh chóng lên lề cho qua xíu đi đại ca ơi. Rồi nhanh chân lên rồi tới đứng hàng hai. Nhanh chân lên cô bác ơi, xe đang nhường mình đi lẹ lên. Lẹ lên. Cô bác mở sẵn nắp hộp ra nhá, đứng vào hàng đi anh ơi, đứng vào hàng giúp em đi ạ. Này phát biển nhiều nên là hơi lộn xộn bên kia thôi.
này thì các cô được nhận cơm chay. Cô bác ăn món nào thì chỉ món đó, thức ăn ở trên bàn nhé, ăn món nào chỉ món đó, cầm sẵn ở trên cái bo trên tay, lấy thức ăn xong rồi qua nhận tiền, qua bên đường sắp xếp. Lấy đồ ăn trước đi anh, rồi bước tới đây tới nữa nè anh, xin cứ cầm đồ ăn trước đi nha bà con. Rồi bữa nay được xếp hàng từ 4 giờ sáng á. Dạ, một số ở thôi bây giờ mình không khó khăn quá, chị biết hết tiền rồi đó, bây giờ mình có mấy ai cho 20 ngàn cũng được, bữa nay mình cho hết 100 ngàn rồi mà thôi. Anh ơi, nhận xong đi vô trong giúp em đi. Nhận xong đi vô đi cho người khác còn lấy thức ăn. Đây lát xíu là em sẽ phát tiền nhá. Các nhóm nhà hảo tâm khác chờ đợi cho người ta phát trước, rồi lát xíu em sẽ phát cho các cô bác. Cô bác chuẩn bị sẵn hóa đơn đóng viện phí nhá, hóa đơn đóng viện phí, căn cước công dân của người nuôi bệnh, em kiểm tra không có là em mời ra ngoài. Cô bác qua bên kia, bây giờ mình cứ chuẩn bị sẵn đi, hóa đơn đóng viện phí, căn cước công dân của người bệnh. Qua bên kia em sẽ kiểm tra trước khi đi vô hàng. Mình chuẩn bị sẵn đi. Được, bên ai đóng viện phí cũng được. Anh kiểm, tình nguyện viên người ta sẽ kiểm nữa. Có rất nhiều tình nguyện viên họ sẽ kiểm, cứ cầm theo đi. Cô bác, anh dặn cầm đi, cầm tay đi, qua anh kia, ta phải cấp cứu được, chỉ được quà lên đâu. Được, được, giấy đóng viện phí gần nhất ấy. Ok, 21 tháng 7. Được, được, lát có tình nguyện viên sẽ kiểm tra. Lát sẽ có tình nguyện viên kiểm tra để phát cho đúng các cô bác đi nuôi bệnh. Cầm sẵn hai hộp trên tay nha cô bác. Cô bác cầm sẵn hai hộp ra ngoài đi. Đúng rồi, cầm sẵn hai hộp ra ngoài. Lên trên để lấy cơm, lấy đồ ăn nhanh, khẩn trương. Cô bác cầm sẵn hai hộp ra tay đi giúp em. Cầm sẵn hai hộp ra tay rồi. Cầm sẵn hai hộp ra tay đi em. Lấy cơm bằng cái gì cầm ra.
cầm sẵn hai hộp ra tay, có lấy nữa không chị? Lấy cơm nữa không? Lấy cơm nữa đúng không? Ok, trên cơm mặn không lấy đúng không? Ok. Đầu tiên ấy, qua cái hố mà nó chặt đấy, cô bác cầm sẵn ra tay rồi mở nắp hộp ra giùm em đi. Lên trên chỉ việc nhận thức ăn đấy cháu lẻ. Cô bác nào mới ra lần đầu tiên mua cái hộp mới thì mở sẵn nắp ra giùm em đi. Mở sẵn nắp ra cô, mở sẵn nắp ra cho lẻ. Nhanh chân lên, đứng lên lề. Lẻ lên, lẻ lên. Đứng nối được. Rồi rồi, cứ lên lề đi bà, lên lề rồi nói chuyện. Rồi, cho con coi này. Người nhà tên gì thưa cô? Bệnh nhé, em lên đi máy chú. Và bệnh gì cô? Ô, em bị u đâu mà đang u đâu mà chữa 6 tháng đó, bao 6 tháng á. Khoan cấp cứu à, mà khoa cấp cứu, rồi. Cái giấy tạm ứng à, nhỏ con nó mua bỏ bóp mua đem về nhà rồi cô thay ca nè. Ở ngoài nhà luôn, có cách cất cửa để trong đây chứ. Rồi rồi, được rồi cô, ok, rồi đó được rồi. Mà gửi ngoài nhà luôn. Cố nhà luôn, đóng lên luôn. Dạ, dạ, rồi chờ xíu sẽ có chú phát phiếu. Đây, mà gửi ngoài nhà luôn. Yêu cầu tạm ứng. Người bệnh tên gì ấy cô? Nhân tố. Vâng, ok. Rồi gửi cô cất giấy tờ cẩn thận. Mạch vành nhé. Đâu ạ? Bà chưa có hóa đơn đóng viện phí hả cô? Có, à, đây trong đúng không? Trong này này, 2 triệu lúc đầu. 23 tháng 7. Đấy, hello. Rồi, ok. Cái này anh kiểm tra. Ừ. Cô bỏ ra chưa nhá, cô bỏ ra được chưa? Con đây, cô bỏ ra được. Được rồi, cô cất đi. Phan Thị Nở, dạ. Bệnh gì đấy em? Đêm trong giờ. Okay. Đứng sát tôi trọng. Rồi đứng sát tôi trọng kìa. Đứng sát tôi trọng chờ phát phiếu của bác ơi. Có bác mình sẽ nhận phiếu để lãnh tiền nhá. Ờ, mới ra. À, đi mua hộp đó, ba người này là lấy xếp hàng rồi, không có hộp đi mua hộp. Rồi đứng hàng ngoài này, hàng số 1. Nhanh chân cô bác ơi, nối đuôi vô đứng hàng số 1 giúp em nhé. Cô bác chuẩn bị sẵn hai cái hộp, mở nắp hộp ra giùm em. Xe máy chờ cho chút xíu, xe máy ơi. Cô bác chuẩn bị sẵn hộp đựng giúp em nhé. Mở sẵn nắp hộp ra, cầm hai hũ trên tay. Em qua bên đường xếp hàng, cuối hàng kia giúp anh kìa. Chị ơi, cầm sẵn hai hộp ra giúp em, cầm sẵn hai hộp ra tay đi. Cầm sẵn hai hộp ra, cái này bỏ vô trong. Nè, cái này cái gì bỏ vô trong. Lên kia nhiều đồ ăn lắm nên là mình không bỏ ra, không có túi để đựng đâu. Phát đi xong rồi em phát. Rồi nhớ cảm ơn nhà hảo tâm nha cô bác ơi. Lấy tiền chưa? Rồi chúc sức khỏe. Khi nào các nhà hảo tâm hết tiền thì em sẽ phát tiền cho các cô bác ra sau nhé. Rồi qua đường đây chị ơi. Qua đường đây giúp em. Hết chưa? Rồi, rồi dừng, chờ xíu, chờ xíu. Chú Kỳ ơi, kêu dừng lại đấy, con phát.
quá rồi lên. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi gửi biếu chú, chúc sức khỏe, cảm ơn. Qua đường đợi giúp em. Chúc sức khỏe nhá, nhận thức ăn mang qua đường đây. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Cô bác vừa nhận cơm chay, cơm mặn, bánh mì, chuối, nước suối, sữa. Rồi chồng lên chị ơi, chồng còn ăn lên. Qua đường chạy để người khác cảnh nữa. Để làm chị ơi. Rồi, nhận tiền, chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi chồng còn ăn nó, đúng rồi, tới em. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Qua đường đẩy giúp em. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Cảm ơn. Chúc sức khỏe, 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 cảm ơn. Rồi mang qua đường đẩy đi cô ơi, có hai cái bàn bên đường nhá, có hai cái bàn bên đường, có hai cái bàn bên đường nhá cô bác, nhận tiền em gái, cảm ơn. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi đừng để đó, mang qua đường đẩy giúp em. Đây, được chưa? Rồi. Mang qua đường đợi, có hai cái bàn bên đường nhá, sắp xếp. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi cảm ơn nhá, chúc sức khỏe. Rồi nhận thức ăn đi chị, mang qua đường đợi giúp em, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Cảm ơn. Qua đường đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe nha, cảm ơn. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi chờ chút nhận tiền anh trai, chờ chút. Rồi thôi đi luôn đi. Rồi chúc sức khỏe. Qua đường xếp hàng chị ơi, qua đường xếp hàng giúp em. Qua đường đây có hai cái bàn bên đường. Qua đường đẩy giúp đi chị ơi, có hai cái bàn bên đường nha. Rồi chúc sức khỏe nha, cảm ơn. Dạ thôi khỏi lãnh, qua luôn. Nãy em có kêu mấy người kia lại. Nãy em có mời anh lại mà anh không lại, thôi giờ thôi. Thôi cancel, cho người khác, cho người kế tiếp đi. Chúc sức khỏe. Không để đây, mở sẵn ra, băng qua đường bên đường đây, nhanh khẩn trương. Em mở nắp sẵn ra. Cô lên đây cô. Rồi biếu cô. Rồi đi luôn.
Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Chúc sức khỏe. Rồi cảm ơn, qua đường đẩy giúp em. Chúc sức khỏe, cảm ơn, qua đường đẩy giúp em. Đi ra ngoài rồi. Chị ơi, tới, chị tới, rồi, chúc sức khỏe. Mang qua bên đường đẩy giúp em. Chăm phát tiền đi chăm. Từ từ nhận tiền. À, những phần ăn cô bác đang nhận là của cô Nga ở Mỹ gửi tặng. À, cô còn gửi thêm 500 đô nữa để phát tiền. Mỗi người nhận 50 ngàn. Qua đường đẩy chị ơi, có hai cái bàn. Cô bác nhận thức ăn xong, có hai cái bàn ở bên đường đấy, mình sắp xếp cho gọn gàng giúp em nhé. Dạ, cứ phát hết đi. À, mình nhờ em châm phát tiền mặt. Quá trời dài. Cô bác nhận được phiếu rồi mới đi nhá. Mình có phiếu mình mới đi nhá. Rất dài đấy quý vị. Ở bên kia thì hôm nay che mấy miếng bạt vì hồi sáng nó mưa lớn lắm, che sẵn rồi. Đứng vô hàng đi em gái ơi. Đây bên này thì em vẫn nhờ em châm phát tiền. Thì thôi món kia, ví dụ như thịt bò xào thì thôi là món tôm xào, mà tôm thì thôi chả cá, chả cá thì thôi cá lóc, mà ăn cá lóc thì không ăn cá biển. Mỗi người một món mặt, có thêm tiền mặt. Cô bác nhận xong rồi mang vô trong sắp xếp giùm con. Mình đàm đạo ở đây thì bà con khác không có chỗ để thức ăn. Nhận xong thì mang qua đường sắp xếp của bác ơi. Nhận tiền mặt em trai. Rồi qua đường đây. Có bác mình đưa phiếu để nhận tiền mặt nha.
qua đường đây. Cô chú anh chị nhận thức ăn xong mang qua bên đường sắp xếp. Bếp cơm có đặt hai cái bàn ở bên đường. Đi ra ngoài chị ơi. Cô bác mình theo thứ tự trật tự và theo sự hướng dẫn. Ai không theo sự hướng dẫn là bếp cơm từ chối phát tiền và có thể từ chối phục vụ luôn. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Đây thì có cái hóa đơn này để kiểm tra, để nhận tiền hồi sức cấp cứu. Người nhà tên gì em? Ừ, ok. Cứ mang cái hóa đơn đóng viện phí với cái căn cước người nuôi bệnh ra, rồi anh kiểm tra rồi anh sẽ phát tiền nhé. Em có đi. Em có luôn. Thì đây này, tiền đây gì nữa. Ừ, trời ơi, còn ý là em ý tưởng là sẽ phát thêm nhiều tiền nữa. Chồng lên, dạ. Chồng lên mang qua đường sắp xếp giúp em nhá. Ôi, có. Đây. Cơm có trong này rồi này. Đây, có trong đó rồi. Mỗi cô bác nhận thức ăn rồi nhận thêm 50.000 tiền mặt. Số tiền của cô Nga ở Mỹ tài trợ cho bữa ăn rồi phần tiền. Cô bác được phát phiếu thì nhớ đưa phiếu để nhận tiền mặt 50.000. Cô Nga ở Mỹ gửi tặng. Cô bác anh chị ai được phát phiếu thì cầm phiếu ra tay rồi tới chỗ lấy cơm mình đưa phiếu nhận tiền mặt. Chị có đi nuôi bệnh không chị? Có hóa đơn đóng viện phí không cho em kiểm tra nhé. Người nhà bệnh gì thưa chị? Bệnh ung thư ạ. Ung thư gì đấy chị? Và tên là gì chị? Lê Đức Thích. Rồi ok, chị cất giấy tờ cẩn thận giúp em nhé. Cô bác cầm sẵn hai hộp ra tay đi, một cái nhận cơm, một cái nhận đồ ăn. Mình có bệnh là bệnh nhân hay đi nuôi bệnh thôi? Dạ, nuôi má ơi, má.
vẫn còn khá dài này các bạn này. Khi nào đèn đỏ mà các anh ấy hướng dẫn thì cô bác mình đi qua hai đường nhá, đi theo thứ tự. Bỏ qua đi. Lãnh đạo, đi ra ngoài đi lãnh đạo ơi, không nhận thức ăn ở đây. Ra ngoài đi, bọn em chỉ phát cho người bệnh thôi nhé. Rồi ok. Đi theo hàng đi các cô chú ơi, đi theo hàng giúp em. Dẫn xong qua đường có hai cái bàn sắp xếp nhá. Do là hôm nay đó có một gia đình thì đăng ký là phát là 12.600.000 cho 126 người, còn thầy thì cũng có phát tiền nên là thầy phát là khoảng 100, thầy phát khoảng 200 phần nên là, nhưng mà ngày hôm nay đó cái bữa ăn này đó các bạn là làm tới. Bây giờ cô muốn nhận cái gì ạ? Cơm. Dạ cơm thì cứ xếp hàng, còn là tụi con phát. Nhưng mà phải có đồ đựng cô nhá. Có đồ đựng, xếp hàng. Thì ở đây thì mình cũng có chuẩn bị thêm. Nói chung là lúc trước là mình đầu tiên mình tính là phát là mỗi người 100.000. Nhưng mà sau đó thì cái số lượng người đông quá nên là mình tính là thôi mỗi người phát 50.000 để cho ai cũng có. Hết thi phiếu rồi đúng không? Dạ vâng. Rồi ok. Cứ phát hết tiền thì thôi em. Mặc dù không được phát phiếu nhưng mà bếp cơm vẫn phát tiền cho các cô bác, còn tới đâu phát hết tới đó. Mỗi người sẽ nhận thêm 50.000 giúp em. Mỗi người sẽ nhận thêm 50.000 giúp em. Cầm đồ ăn mang qua bên đường đây. Rồi mỗi người một phần. Rồi tới đó, vậy là tới đó là xong rồi. Thế không có đồ đựng thì không múc được. Không có đồ đựng làm sao có lấy. Cô bác mình chuẩn bị đồ đựng giúp em nhé. Cô bác cầm sẵn hai hộp ra tay giúp em ạ. Em có nhận cơm không? Có đồ đựng không? Đâu? Mở san nắp ra. Mở san nắp ra. Cầm cái đồ đựng cơm ra để là... Mình mở san nắp hộp ra đi ạ. À. Lên trên bếp cơm phát thức ăn mặn. Cô bác ăn món nào thì lựa món đó. Mình vừa mình đợi người này đợi người kia lâu lắm nha. Tại sao không để vô cái mặt cô cứ như vậy thì làm sao mà cô đựng được hết. Đó, rồi bỏ vô đi. Cô có đồ đựng cho chưa? Lấy ra đi. Đừng có đợi tới trên đó rồi luôn mình cầm ra tay. Cầm sẵn ra tay. Mình cầm sẵn ra tay hết. Không chưa được.
cầm ra đi cô, cầm cái đồ đựng cơm ra. Chị ơi, chị có đi nuôi bệnh không? Cho em coi hóa đơn đóng viện phí, thẻ nuôi bệnh. Chị tạm bụng đúng không? Rồi, đi ra ngoài giúp em. Bếp cơm không phục vụ đó. Được tới. Ủa anh như em nuôi về cầm đồ là không được hả? Đi. Anh cậu qua tay giúp em đi. Chị gái có hóa đơn đóng viện phí, có thẻ nuôi bệnh không? Cái trên lầu 7 là... Đi ra ngoài giúp. Đi ra ngoài giúp em. Anh có hóa đơn đóng viện phí không? Rồi đi ra ngoài giúp em. Rồi, được tới. Cô chú anh chị đi nhận thức ăn mang theo hóa đơn đóng viện phí thẻ nuôi bệnh. Bếp cơm không phục vụ những người bên ngoài nhé cô chú. Đi. Em trai có hóa đơn đóng viện phí có thẻ nuôi bệnh không? Đi ra ngoài giúp anh. Rồi anh trai có hóa đơn đóng viện phí thẻ nuôi bệnh không ạ? Hả? Anh có hóa đơn đóng viện phí thẻ nuôi bệnh không ạ? Rồi đi ra ngoài giúp em, đi ra ngoài giúp em. Không, không được anh. Dạ không ạ. Rồi chị cứ đi ra ngoài giúp em ạ. Rồi chị có thẻ nuôi bệnh, hóa đơn đóng viện phí không ạ? Rồi, được tới. Rồi đi. Có nuôi bệnh, có hóa đơn đóng viện phí, thẻ nuôi bệnh thì ra xếp hàng. Dạ, vào lấy đi ạ, vào lấy đi anh. Cô chú nhận cái đó. Không gì hết rồi. Ăn thôi. Rồi lên đây cô bác nhận thêm nước suối với đồ ăn nha. Và cơm hết. Thôi, trong lớp không có đường chị ơi. Đấy để dành từng những cái phần này. Mỗi người một phần thôi em. À, số lượng bệnh nhân ra quá đông, bếp cơm không có đủ phát cho tất cả. À, thì còn có ít đồ ăn với còn nước suối, đồ ăn chay. Lý do bếp cơm kiểm tra để phát đúng người nên là cô chú anh chị mình mang theo hóa đơn đóng viện phí. Tụi em rất là hạn chế phục vụ những anh chị ở bên ngoài. Chú Thanh nghe canh đủ phát nước cho đến cuối luôn chú ạ. Coi như là nước suối mình cứ phát. Vâng, chú cứ phát hết thì thôi. Dạ. Đó cô. Cô Huệ á? Má cô Huệ. À dạ dạ. À dạ. Vâng dạ. Dạ. Hưng và Hiệp. Hưng Hiệp Huệ gửi để phát cơm cô. Dạ rồi. Rồi con cảm ơn. Dạ. Dạ dạ chắc đủ rồi. Dạ đủ rồi ạ. Dạ rồi. Rồi em cảm ơn chị nhá. Dạ rồi cảm ơn. Hiệp Hưng Huệ. Dạ rồi. Có cô Hiệp ba người là Hiệp Hưng Huệ có gửi là 400 đô để phụ để phát cơm thì Tuấn Dương đã nhận và buổi ngày hôm sau thì sẽ phát nhá. Hiệp Hưng Huệ. Tới qua đường này đi mấy em ơi. À bếp cơm còn đồ ăn đi nhá. Hôm nay số lượng người ra đông quá do là có mấy nhóm phát tiền. À, cô chú thông cảm, bếp cơm cũng cố gắng hết sức rồi. Hết rồi. Ngày mai chín giờ. Mai nghỉ, mai mốt nghỉ, thứ hai. Rồi hết luôn rồi. Alo. Rồi cô chú mình nhận nước suối thôi nhá. Rồi giờ nhận nước suối, rồi nhận đồ ăn chay thôi. Dạ 50 bây giờ cô muốn lấy 50 triệu thì con chỉ chỗ, còn 50 ngàn con hết rồi, bán hết rồi cô. Thấy nhiều cô là nghe theo. Rồi.
thẳng nha. Bánh cái gì? Hả? Mất cơm á, lấy cơm rồi để bên ngoài thì trời ơi. Bây giờ thì kiện đây là ra báo công an đi vậy. Giờ lấy cơm mà. Rồi bên này các cô chú cũng phát hết đồ ăn chay luôn nhá, để hỏi xem. Rồi lãnh đạo ở ngoài lấy chi nữa. Nay là nhóm cô phát nhiều phần đấy thưa cô? Không, không, nhóm đồ chay ấy. Đồ chay là 700 phần, 750 phần đồ chay à? Dạ rồi, con cảm ơn. Rồi mấy em phụ rồi, rồi gửi em nhá. Gửi em 100 ngàn. Rồi biếu chú Tác. Con gửi biếu chú Thanh. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ, gửi biếu bà. Ngày mai nhé, em về luôn, chở mẹ về luôn rồi. Ok. Hết bệnh rồi đúng không? Chú ơi, gửi biếu chú. Rồi em Trâm, gửi dạ, biếu em. Dạ, em cảm ơn anh. Gửi biếu cô. Dạ, cảm ơn. Đó, ngồi. Rồi Kiều gửi biếu em. Cảm ơn anh Dương. Rồi chị nấu cơm đúng không? Dạ. Qua là không có tiền gì. Rồi hôm nay cho thêm 50 ngàn nhá. Được không? Rồi. Đây em gửi biếu chị ạ. Rồi chị rửa chén. Gửi biếu chị. Chúc sức khỏe. Đâu nữa ta? Còn chị 9 có tiền chưa? Rồi gửi biếu chị. 36 có tiền chưa? Có rồi đúng không? Giờ còn em... Chào con ơi. Đây gửi em chó con. Với có anh Lai nữa. Rồi uống cà phê cầm cho anh Lai luôn nhé. Bếp trước Lai có đưa tiền không? Rồi gửi cho anh Lai luôn nhé. Rồi, tới đây thì Dương xin dừng video clip nhé. Cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn cô Nga đã tài trợ cho chương trình này. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.